Xin chào các bạn, tôi là Johnny Thông đây. Ngày hôm nay, tiếp tục ở một cái nơi rất xa, tôi muốn chia sẻ với bạn một cái thông tin cho những ai vừa rồi bỏ lỡ cái cơ hội Homelock Coin hay là Hector Coin, Regal Coin. Thì đây chính là cái cơ hội để anh chị nhân 5, nhân 10 tài khoản. Và 7 giờ tối ngày hôm nay, anh chị có thể mua ngay mà không cần phải nạp Bitcoin vào để mua. Thế thì bây giờ dự án đó là gì, tôi sẽ giới thiệu với các bạn nhé. Đó là dự án có tên là Crypto Exchanger. Tức là Crypto Exchanger này là một cái coin, nó đã có nền tảng sẵn và hiện nay nó giống như mô hình Bitconnect, nó cho landing các bạn. Nó cho landing. Và cái thông số về coin này á thì nó ở trên cái trang là cryptoexchange.io này. Anh chị có thể lên đây để coi. Nếu chúng ta đọc được tiếng Anh, chúng ta lên đây. Tối hôm nay 23 tháng 11 vào lúc 12:17 GMT là 7 giờ tối Việt Nam á, thì anh chị em thấy là những thông tin cơ bản về nó ở trên này, và quan trọng là roadmap, có nghĩa là trong tháng quý tư này nó sẽ ICO và nó sẽ tạo ra cái web wallet, tức là cái ví để anh chị có thể lưu trữ coin ở trên nền tảng web. Tháng 1 thì nó bắt đầu cho trading trên sàn, lên CoinMarketCap, và nó cho các chương trình landing này kia. Thì cái roadmap của nó anh chị coi. Thì cái chương trình landing của nó thì anh chị em coi nha. Landing thì nó giống như là cái gói từ 50 đô đến này thì nó 39%, 150 ngày hoàn vốn. Gói từ 1.000 trở lên đến 10.000 là 45%, và 125 ngày hoàn vốn. Và 10.000 trở lên thì 51% và 100 ngày hoàn vốn. Đây là quy trình landing của nó. Thông tin chi tiết ở trên cái website này. Tuy nhiên thì ở đây nó có phương tiện truyền thông là Telegram. Anh chị em nên lên cái Telegram của nó. Tôi đã join vào cái Telegram của nó nè. Đấy. Đây là cái Telegram thông báo về của nó. Và quan trọng là nó có cả Twitter. Anh chị em có thể lên Twitter của nó. Đây là cái 5.000 người follower Twitter. Nó có ở trên YouTube. Trang YouTube của nó. Nó giới thiệu về dự án. Đây. Anh chị em có thể lên coi cái video của nó giới thiệu lên về Crypto Exchange. Crypto Exchanger ha. Và nó có Facebook để chúng ta có thể follow. Facebook. Anh chị có thể follow nó. Anh chị bấm thích theo dõi để theo dõi thông tin của nó ha. Ok. Rồi. Đây là những thông tin. Và khi mà tôi check nó ở trên Bitcoin Talk thì tôi thấy nó đưa thông tin lên trên này rất là nhiều. Anh chị em thấy này. Nó là 32 triệu. Và total coin là 32 triệu. Và trong quá trình phát hành ICO này thì nó khoảng 6 triệu. Và nó có nền, nó thông báo hết cái đường link hỗ trợ các kiểu từ YouTube, Telegram, Twitter, Facebook, website. Nó có hai website. Website này là thông tin về ICO, website này để login hệ thống vào trên Bitcoin Talk. Và anh chị em thấy khi mà tôi check nó ở trên cái Hyperstat này để coi cái lượng user, thì tôi bắt đầu phát hiện ra là mỗi một ngày nó có 5.000 người vào, mỗi tháng trung bình là 150.000. Và khi mà tôi kiểm tra cái ranking của cái website này từng quốc gia thì thấy là hiện nay Nga số 1, đến Mỹ, đến Ấn Độ, Nhật Bản, đến Việt Nam. Việt Nam không phải là quốc gia số 1 của cái coin này. Sau đó đến Ý, Tây Ban Nha, Spain, Pháp, Venezuela, Nigeria, Korea, Ukraine, Pakistan, Colombia, Brazil, Mexico, Indonesia, Thailand. Thì anh chị em thấy là đây là cái lịch sử và cái số lượng traffic hàng ngày. Khi mà tôi kiểm tra nó lên cái trang web là Who is, thì tôi bắt đầu phát hiện ra là cái này mua cái tên miền này ở Namecheap và đã đăng ký với ICANN và mua từ mùng 2 tháng 10 và mua là 10 năm, mua trong vòng 10 năm. Đây là cái name server, địa chỉ IP của nó. Và khi tôi check là ai là chủ cái này thì nó giấu Protect. Các anh chị nhé, Protect thì là bảo vệ cái người tên chủ sở hữu rồi, cho nên không coi được. Còn đây là cái white paper của nó. Nó báo ở trên này, anh chị em có thể đọc, tôi lướt qua cho anh chị coi nha. Thì về cơ bản nó là exchange coin. Và nó sẽ phân phối total coin là 32. Đợt này thì phân phối khoảng là 8 triệu. Tuy nhiên dành cho ICO là 6 triệu, còn 2 triệu là dành cho bonus. Còn mining là 24 triệu coin.
roadmap đầy đủ trên cái trang của nó rồi. Và đây là kỳ 23 tháng 11, tối nay nó sẽ bán là 23 triệu coin. Anh chị em cố gắng mua tối hôm nay 23 triệu coin, giá khoảng 1 đô hơn gì đó thôi. Và anh chị em thấy này, cái việc mà dành cho phát triển sản phẩm là 30%, dành cho việc marketing và legal là 20, research dành cho những cái việc khác, vận hành, nghiên cứu phát triển 10%, vận hành 15% đó, nó thông báo rất là rõ. Và nó có thể lending, mua ICO, trade, mining, cloud mining, là những cái cách để anh chị kiếm tiền. Còn nếu anh chị là nhà đầu tư thuần túy, anh chị hưởng được 3 level. Còn nếu mà cái partner kim cương á, thì hưởng 4 level và lên tới 18%, rất là cao. Và tôi đang đăng ký cái chương trình đó. Đây là thông tin về cái sách trắng white paper của cái coin này. Và hiện nay anh chị em thấy là hiện nay thì cái coin này nó có cái lượng nó có cái lượng người là bao nhiêu, thì anh chị em có thể coi nó ở ngoài trang chủ này, số lượng người đăng ký, số lượng người đăng ký ha. Hiện nay có 21.649 khách hàng đã mua cái coin ICO này. Ví dụ tối nay bạn nạp vô một bit thì bạn sẽ nhận được là bao nhiêu cái coin này. Đây là cái để quy đổi ra, cái để anh chị quy đổi ra. Và nó huy động đến hiện nay là được 776 Bitcoin với số lượng 21.000 khách hàng rồi. Đó là cái số lượng người nó huy động được. Và trên Bitcoin Talk đầy đủ tôi check, tôi phân tích dự án này. Và đây là cái dự án mà anh chị em đu theo sẽ có thể thành công. Và trong cuối năm mùa này thì anh chị em thấy là sao ạ? Là cái crypto này nó có thể là một cái dự án rất tiềm năng và nhân 5 nhân 10 tài khoản lên. Và quan trọng là đây là cái thông tin, thời gian ICO là từ 13 tháng 11, cứ 5 ngày ICO một lần. Ngày 23 tháng 11 là tối nay, trong khoảng 12 giờ đến 15 giờ GMT là giờ 17 19 giờ tối Việt Nam á, mua tối thiểu 50 tối đa 500, không có thời gian chính xác. Và quan trọng là tối ngày hôm nay là giá của nó báo luôn. Giá ngày hôm nay là giá là bán hôm nay là giá 0,0018 ha, và có 600.000 coin được bán ra tối nay. Lending thì từ 39% đến 51%, affiliate thì có 4 cấp độ tùy. Và khi mà tôi kiểm tra white paper, và cái này thì có thực sự lừa đảo hay không thì bản thân tôi cũng không biết, tôi cũng đầu tư giống các bạn mà thôi. Nhưng mà nếu lừa đảo thì BitConnect, Hexa, RegalCoin là những người lừa đảo đầu tiên rồi, chứ không phải đến cái coin này nữa. Mô hình lending đã chứng minh cái sự thành công của nó. Và khi mà tôi xét ở trên cái trang ICO review, ICO review này, thì tôi bắt đầu phát hiện ra là cái coin này cũng được ha, là đây nó xếp hạng 5 trên trên cả UCoincast hay là Davo hay là tất cả những cái thông tin đó. Điều đó chứng minh một điều rằng nó rất là uy tín với được cộng đồng mà đánh giá như vậy. Nó rất là uy tín. Đầu tiên là Hetra, sau đó BitConnect, Regal và Homelock Coin. Vừa rồi tôi ôm một cái số lượng Homelock Coin rất là thành công. Cực kỳ thành công. Thì còn cái này thì crypto này thì cũng xếp hạng 5 trong cái số này. Và đây là một trong những cái chương trình rất thành công. Ok. Vậy thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục nói với các anh chị tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì. Và đây tôi đang có một cái đây. Tôi đã nhận tiền vừa rồi bán Bitcoin. Tôi đã vừa bán Bitcoin xong, và tôi thu về một cái lượng tiền là khoảng gần 4.000 đô. Anh chị em thấy không? Tôi vừa bán Bitcoin xong và thu về 4.000 đô, và tôi sẽ phải đăng nhập vào để kiểm tra lại cái tài khoản này. Ok. Kiểm tra cái tài khoản này và như thế nào, và tôi sẽ phải chuyển cái số lượng này cho người bán.
bởi vì tôi đã bán thành công xong và Remetano tôi phải nhập cái mã OT vào. Trong quá trình tôi làm review với các anh chị ạ, là tôi cũng đang bán cái số lượng Ethereum và Bitcoin, bởi vì vừa rồi tôi có được cái số tiền lời. Đó. Và bây giờ tôi đã chuyển giao dịch thành công. Giao dịch rất thành công và tôi đã nhận được tiền. Và tôi đã phải chuyển Remetano cho họ, cái số lượng Ethereum và Bitcoin cho họ. Ok, quay trở lại. ICO Review là một trong những cái trang để đánh giá những cái coin nào landing uy tín các anh chị nha, và ICO. Anh chị có thể test là ICO Review hoặc là chúng ta có thể vào cái trang landing. Đây. Cái trang land này. Landingplatformreviews.com. Thì hiện nay cái trang này CryptoTrader cũng được đánh giá rất cao là 4 sao ở trên này. Rất rất thành công. Cho nên anh chị em có thể dùng hai cái trang này đối chiếu để test cái dự án này. Rồi. Chúng ta tiếp tục. Nó rất tiềm năng và nó báo thông tin Telegram, Twitter, Facebook rất là đàng hoàng. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách để đăng ký cái trang này để không bỏ lỡ giống như Homelove Coin hay là Hextra nha. Rồi. Và cái hay của nó là nó đăng ký tối hôm nay 7 giờ và không lấy tiền trước của bạn. Bạn chỉ cần nhập số lượng người mua, số lượng mua coin này, exchange này thì nó sẽ báo Bitcoin cho bạn là cần bao nhiêu, sau đó anh chị chuyển vào và chuyển vào sớm bao nhiêu thì anh chị nhận được cái tài khoản bấy nhiêu. Và nhớ là chuyển đúng đủ. Và sau khi chuyển thành công thì nó sẽ vào tài khoản của mình, được không nào? Vậy thì anh nhờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một cái coin này như thế nào nhé. Rồi. Các anh chị khi muốn đăng ký cái tài khoản này thì anh chị vào website có tên là kèo thơm ico.com. Sau đó chúng vào vào blog. Chúng ta bấm vào là dự án Crypto Exchanger này. Chúng ta lướt xuống bên dưới đọc thông tin review về cái này. Sau đó chúng ta muốn làm gì? Chúng ta muốn đăng ký một cái tài khoản này thì làm sao nào? Chúng ta bấm vào đây. Chúng ta bấm vào đường link này hoặc là anh chị bấm vào cái hình ảnh nào cũng được. Hình ảnh nào cũng được ha. Thì nó có thể chạy qua cái đường link mà tôi đã làm cái đường link đăng ký này. Rồi, bây giờ tôi hướng dẫn các anh chị click vào cái đường link này. Đấy, đường link này là link đăng ký của tôi. Chúng ta click lại cái đường link này thì đây là cái ra cái trang email của tôi. Các anh chị phải nhớ là đây email của tôi mới đúng nha. Anh chị đăng ký của ai đó thì sau này các anh chị cần hỗ trợ rất là khó để tôi có thể hỗ trợ với các bạn. Sau đó anh chị làm gì? Bấm cái này xong anh chị bấm sign up. Thì chúng ta sẽ enter email vào. Đây là địa chỉ ví Bitcoin cho vấn đề mà anh chị rút. Anh chị phải copy cái ví Bitcoin của mình vào. Ví Bitcoin anh chị vào để mà anh chị vào cái ví Bitcoin của mình ha. Đó, anh chị vào ví Bitcoin của mình để lấy đây, đây là ví Bitcoin của tôi trên Remitano. Ok, và tôi copy cái này. Tôi copy vào cái địa chỉ mà tôi vừa đăng ký xong ạ, đây. Tôi copy vào đây. Sau đó tôi đánh bắt buộc mà anh chị muốn sau này đăng nhập vào, confirm bắt buộc. Anh chị đánh lại. Và đây chính là cái email mà giới thiệu các bạn đăng ký ấy, đúng không? Sau đó chúng ta bấm register. Sau khi anh chị đăng ký xong và vào register thì sẽ có một cái email xác nhận. Có một cái email xác nhận nha. Có email xác nhận là đăng ký thành công. Đấy, đây là cái email xác nhận đăng ký Crypto Exchange thành công.
Được không? Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta log in vào. Ok, rồi cái mọi thứ xong, đăng ký xong chúng ta sẽ log in vào. Nhớ là chúng ta phải kiểm tra mail. Đây tôi đã lưu và tôi vừa log in vào. Và đây chính là cái giao diện bên trong của Crypto Exchanger. À, và đây nó thông báo này, upcoming ICO sale, thông báo về cái điều này. Nếu anh chị em không đọc được tiếng Anh thì anh chị em có thể lướt chuột phải vào màn hình sau đó dịch qua tiếng Việt. Đây là một cái kỹ năng đơn giản thôi, nó báo các anh chị 6 cái kỹ năng, 6 cái bước chuẩn bị để tối nay mua ICO này. Vào thứ năm 23 tháng 11 khoảng thời gian này thì sẽ phát hành 600 thẻ này. Chúng tôi không nói chính xác thời gian, bạn phải căn này, giá cho một exchange là bao nhiêu này, mua tối thiểu 50 tối đa này. À, nếu mua mà pending thì sau 12 giờ này thì anh chị có được hỗ trợ này. Không thực hiện được thì vui lòng đảm bảo mọi thứ yêu cầu thông tin này. À, nó báo anh chị hết. Và anh chị em thấy đây là cái bảng thông tin để mà anh chị mua tối hôm nay. Tối hôm nay mà khi mà đến giờ mở khoảng 7 giờ tối nay á, nó sẽ có nút mua ở chỗ này này. Thì anh chị bấm vào mua. Và sau khi bấm mua xong thì anh chị điền cái gì ạ? Chỉ cần điền đơn giản thôi, là điền vào cái thông tin là anh chị muốn mua bao nhiêu crypto exchange này. À, ok. Và sau đó ví dụ anh chị muốn giới thiệu cho ai thì đây là đường link giới thiệu của mình này. Anh chị copy cái này, anh chị thảy cho người ta. Đây là đường link giới thiệu ha. Rồi, đây là cái bảng giao diện bên trong. Hiện nay tôi chưa có mua cái lượng nào. Và tối nay tôi cũng săn cái coin này giống các anh chị thôi. Và tối nay tôi sẽ mua tối đa là 500. À, 500 cho cái này. Và hiện nay thì tôi có số lượng referral là 10 link referral rồi. À, tức là thì cái coin này tôi đánh giá là một trong những coin rất tiềm năng trong thời gian sắp tới anh chị, và chờ nó mua nó bán rất là hot. Tối hôm nay anh chị căn chưa chắc mua được đâu, nhưng mà cố gắng thử đi, biết đâu anh chị có sở hữu 1.000 cái này mà giá nó lên 30 đô 50 đô như hectare thì anh chị cũng có được bao nhiêu ạ, là 50.000 đô đấy. Thì đừng có bỏ qua cái cơ hội này nhé. Và nó cho cái mô hình landing cho nên giá nó sẽ tăng trong tương lai. Tối hôm nay là giá 1 đô 3 này. Không. Ok. Vậy thì tôi vừa giới thiệu với các anh chị cái crypto exchanger này. Thì hy vọng là tối hôm nay chúng ta sẽ cùng coi cái này để chúng ta sẽ mua, để làm sao chúng ta nhân 50 100 lần tài khoản lên trong tháng 12 này các anh chị nhé. Một lần nữa thì có khó khăn nào về việc mua tối nay, hãy đăng ký chat với tôi trên group hoặc gọi điện cho tôi để tôi hỗ trợ từ xa qua Zalo call, qua Facebook Messenger, qua FaceTime, được không nào? Thì nhớ hãy lên những website này để check thông tin giống như tôi đang làm, để anh chị có những thông tin đầy đủ nhất để anh chị thành công trong cái việc ICO này. Một lần nữa anh chị em nhớ chúng ta đăng ký, và nhớ đăng ký đường link của tôi để tôi có thể hỗ trợ các anh chị trong tương lai nhé. Mọi thứ hỗ trợ trong tương lai để làm sao anh chị có thể mua trong tối hôm nay. Khi mà chúng ta mua thì đây là cái số lượng Bitcoin anh chị chuyển vào, và đây là địa chỉ ví chuyển vào này. Anh chị chuyển vào thì nó sẽ lập tức chuyển cái crypto exchange này cho các anh chị trong vòng 12 giờ. Ok. Mọi thông tin chi tiết hãy để lại comment trên cái bài hướng dẫn này dưới này. Trên Facebook tôi sẽ hỗ trợ các anh chị, hoặc là anh chị sẽ liên hệ vào trong room này, câu lạc bộ 100 triệu này, không? Để tôi có thể vào trong liên minh Tiên Phong Team này để tôi hỗ trợ trực tiếp trong này các anh chị nhé. Hoặc là các anh chị liên lạc với tôi qua Facebook Messenger, Zalo call. Ok. Rồi một lần nữa xin chào các anh chị và hẹn chúc anh chị thành công tối hôm nay. Cùng tôi nhân 20, 50 tài khoản lên cùng Crypto Exchanger nha. Chúc thành công. Một lần nữa tôi là Johnny Thông đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích cái bài review của tôi, hãy like, share, comment và subscribe trên YouTube và Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.